Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vua Đàm và Nữ Hoàng từ thiện Thủy Tiên bị Phương Hằng kéo đến tòa lành hay giữ đầy Sau 8 lần gia hạn tạm giam và nhiều lần hoãn xét xử thì ngày 21 tháng 9 mới đây chính quyền thông báo bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố hồ chí minh với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều số 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên bị triệu tập đến tòa. Theo thông tin báo chí thì vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng được mời đến tòa tham dự vì hai người này đã kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường số tiền lên tới hơn 73 tỷ đồng. Hồi tháng 4, báo chí cho biết Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên đòi bà Phương Hằng bồi thường lên tới 88 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay hai người này chỉ đòi có 73 tỷ đồng. Ngoài ba nhân vật kể trên thì tòa cũng mời ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, và ông Võ Nguyễn Hoài Linh tức là nghệ sĩ Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh tức là ca sĩ Mỹ Oanh. Lần này những người được tòa triệu tập là những người nguyên đơn đứng ra kiện bà Phương Hằng. Người kiện bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều và bà Nguyễn Phương Hằng cũng kiện rất nhiều người. Được biết bà Hằng đã kiện tới 35 người. Trước mắt chỉ mới 2 trong số 35 người mà bà Nguyễn Phương Hằng kiện đã bị bắt. Đó là bà Đặng Thị Hàn Ni, tức nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Phải cả năm sau khi bà Hằng đâm đơn kiện thì công an thành phố Hồ Chí Minh mới bắt hai người này. Vì thế còn 33 người nữa chưa biết ai sẽ đến lượt đây. Riêng ca sĩ Vi Anh thì cũng bị cấm xuất cảnh. Cô này phải làm video clip phát lên mạng để mặc cầu cứu luật sư ở Mỹ cứu cô. Cho tới nay, công an vẫn chưa bắt cô ca sĩ này. Kiện là quyền nhưng kiện sai thì lợi bất cập hại. Tại phiên tòa này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có luật sư Lê Thị Hoài Giang và Võ Thị Thu Trang bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình. Ca sĩ Vi Oanh thì có luật sư Trương Anh Tú và Ngô Huỳnh Phương Thảo bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh và vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên không có luật sư. Theo luật tố tụng là các quyền công dân nhưng tố sai có thể bị xử lý hình sự. Không biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Thủy Tiên đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường lên tới 73 tỷ đồng có đúng hay không? Nếu không đúng thì lấy cơ sở nào để định giá danh dự mà bồi thường tới 73 tỷ đồng? Đây là cuộc chiến pháp lý giữa hai bên. Bên này tố qua thì bên kia lại tố lại. Nếu công an có bằng chứng ai đó tố sai thì không loại trừ khả năng người đó sẽ bị xử lý hình sự nếu hành động đủ cấu hình tội phạm. Nếu không bị hoạn lần nữa thì tòa sẽ xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Đây chỉ mới là phiên tòa đầu tiên trong vụ lùm xùm tố qua tố lại của bà Nguyễn Phương Hằng và các đối thủ. Rồi đây cũng sẽ tới lượt phiên tòa xét xử nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Đây là một mớ bòng bong. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang gỡ và rất có thể những người đến dự phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21 tháng 9 là nguyên đơn, nhưng cũng có thể bất ngờ sẽ có bị đơn trong vụ án khác nếu công an cho bắt thêm. Ban đầu thì đòi tới 88 tỷ đồng là một con số rất lớn. Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa đụng tới đối tượng lớn nhất mà bà Hằng tố cáo, đó là ông Thầy Lang Võ Hoàng Yên. Hành vi lừa đảo của ông này thì rất rõ ràng, không thể chối cãi. Tuy nhiên, ông này rất khôn vì ông ta hoạt động đã móc nối ít nhất là về mặt hình ảnh với các nhân vật quan trọng, trong đó có các quan chức chính quyền mà cụ thể là ông Phan Văn Mãi, cựu bí thư tỉnh Vĩnh Tre và đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chính ông Võ Hoàng Yên đã người kết nối giữa Phan Văn Mãi với vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng. Có ý kiến cho rằng chính vì cột được hình ảnh quan chức vào nên vô thỉnh chung ông này phải bảo vệ cho Võ Hoàng Yên. Cho tới nay, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chưa cho truy tố bất kỳ ai về việc ăn chặn từ thiện. Có thể việc mờ ám quanh hoạt động này nếu công an thành phố Hồ Chí Minh nhúng tay vào vấn đề từ thiện thì ắt sẽ có rất nhiều phim hay để mà xem. Chúng ta hãy cùng chờ nhé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vua Đàm và Nữ Hoàng Từ Thiện Thủy Tiên bị Phương Hằng kéo đến tòa lành hay giữ đầy Cứu vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin vừa tự sướng thì bị phản đối phải buông tay giữa chừng bao giờ đảng thôi trò bệnh hoạn vào ngày 2 tháng 9 tờ báo Tiền Phong có bài viết quốc ca quốc thiểu Việt Nam hùng tráng nhất thế giới đây là bài viết tự sướng cho đảng cộng sản của tác giả Trần Mạnh Tường Bài báo vừa đưa lên thì bị cộng đồng mạng chụp và phê phán Bài này không chỉ được đăng trên báo Tiền Phong mà tờ báo Soha và các báo địa phương như báo Yên Bái và báo Lào Cai cũng đăng lại. Điều này cho thấy ý đồ tự sướng này là của ban tuyên giáo. Tuyên giáo đã chỉ đạo báo chí tự sướng cho đảng. Tác giả bài báo này nói rằng theo đánh giá của công luận thế giới, ưu điểm nổi trội nhất của tiến quân ca tức là quốc ca cộng hòa xã so chủ nghĩa Việt Nam là chất mạnh mẽ oai hùng của âm nhạc. Tháng 4 năm 2011, trang cracker.com, một trang thông tin điện tử về kiến thức có uy tín của Hoa Kỳ, thu hút hàng trăm triệu người xem trên toàn cầu đã thực hiện khảo sát qua bạn đọc, đã thống nhất bình chọn quốc ca Việt Nam là quốc ca hùng tráng nhất thế giới, xếp thứ nhất trong 6 quốc gia thốp đầu. Bài viết không có dẫn đường link bài báo mà chỉ nói một cách chung chung là trang cracker com Tác giả bài viết gọi trang này là trang thông tin điện tử về kiến thức có uy tín của Hoa Kỳ. Nhưng thực chất nó chỉ là một trang post hình ảnh rất vơ vẩn, không có giá trị gì đặc biệt. Việc lấy một trang vẹp ất ơ nào đó làm căn cứ lập luận cho mình, khiến cho người đọc càng thêm coi thường người viết và coi thường cả cách làm của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam họ đói khát sự thừa nhận của xã hội nên họ đã phải tự sướng theo cách như thế. Bệnh tự sướng của Đảng đã có từ rất lâu, vẫn mãi chưa khỏi. Thật ra, bài tiếng quân ca của nhạc sĩ Văn Cao là một bài hát gây nhiều tranh cãi. Có người nhận xét rằng Văn Cao sáng tác nhiều bài hát hay, nhưng bài tiếng quân ca của ông không được xuất sắc vì trong đó có chất màn dở câu bị phê phán nhiều nhất trong bài tiếng quân ca là đường vinh quang xây xác quân thủ. Tuy nhiên, đấy là bản tiếng quân ca đã được sửa lời. Bản gốc còn chứa nhiều ngôn từ sắt máu hơn, ví dụ như cờ pha máu sửa là cờ in máu, thề phanh thây uống máu quân thủ sửa thành vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Dù đã sửa lại nhưng nó vẫn còn chất man dợ trong lời bài hát. Và thực tế đường vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam được xây bằng hàng triệu xác đồng bào của cả hai phía Bắc và Nam đã phải ngã xuống chết đi. Trong cuộc chiến tranh vô nghĩa kéo dài từ năm 1954 đến năm 1975, sự kiêu ngạo là kẻ thù của nhân cách, người càng kiêu ngạo thì nhân cách càng thấp. Người kiêu ngạo là nhân cách chưa trưởng thành, bởi tính kiêu ngạo sẽ che mất lý trí và ngăn cản con người tiếp cận những giá trị khai sáng. Tương tự như vậy, nếu Đảng Cộng sản vẫn giữ bản chất kiêu ngạo thì hãy sẽ luôn nắm chìm trong mê muội, trước đây họ kiêu ngạo cho rằng Đế quốc Mỹ trong cơn dãy chết. Nhưng rồi thực tế cho thấy chủ nghĩa cộng sản mà họ đang theo đuổi mới chết yểu và dãy chết. Chẳng biết tổ chức nào đã bình chọn danh hiệu này. Việc dựng lên bộ máy tuyên truyền khổng lồ cũng vì mục đích tự sướng. Đảng Cộng sản không những tự che mù mắt của họ mà còn chọc mù cả mắt toàn dân. Để dễ bề cai trị, người dân Việt Nam bị ngâm trong bể tự sướng do Đảng Cộng sản bày ra nhưng người Việt cũng nhiễm thói tự sướng như họ. Tự hào quá Việt Nam ơi là sản phẩm của chế độ này. Vì bị Đảng chọc cho mù mắt đến nỗi không nhận ra đâu là sự thật nên mới gieo hò tự hào quá Việt Nam ơi khi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tổ chức chuyến bay giải cứu để chấn lột đồng bào đang sống, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài thì lắm kẻ mù lòa cũng ca tụng, cũng tự hào quá Việt Nam ơi, thật là đáng thương. Khi nào còn tuyên giáo thì thói tự sướng bệnh hoạn vẫn tiếp tục tồn tại. Họ là bộ máy tuyên truyền khổng lồ vì mục đích như thế. Đảng Cộng sản chỉ biết tự sướng với giá trị ảo, còn thực lực thì chẳng có gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vừa tự sướng thì bị rủa phải buông ngay giữa chừng Bây giờ đảng thôi trò bệnh hoạn Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm đề